Xin chào bà con và các bạn. Để mà tạo ra được cho chúng ta những ngôi nhà đẹp, những bức tường thắng, những người thợ cũng đã rất là vất vả và cần những kỹ thuật cao bạn ạ. Hôm nay mình làm video này để mình muốn các bạn hãy đến xem những người thợ đó, người ta đã làm như thế nào một lần để tạo ra cho ta được những cái ngôi nhà, những bức tường thắng. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Không ảnh hưởng gì đâu chị ạ. Anh chị cứ làm bình thường đi, có gì đâu. Quay không ảnh hưởng gì đâu, ngoài YouTube mà. Chị làm nhà này sắp xong rồi chị nhờ. Nhà đẹp nhờ, bác. Vâng. Anh ta chắc tường anh. Chắc đẹp rồi. Vâng, em quay để học hỏi anh ạ. Đây là những người thợ đang chắc tường các bạn ạ. Những tường rất là thẳng. Mặc dù là những người thợ này rất là vất vả rồi, mưa nắng thì người ta phải làm. Để bó được người nào bó được mua luôn nữa nha. Cậu. Đây là những người thợ đang làm những cái tường rào các bạn ạ. Ngôi nhà này rất là đẹp nhưng mà do là chưa được hoàn thiện nên là chúng ta nhìn vậy thôi. Tại trường là YouTube không ạ? Quay người ta phải để cho một mô hoàn thiện sao mới quay như không sao, sao quay quay cái này mới hay chứ. Quay kiểu ta đang làm với người ta biết người ta làm. Những nghề này là dạng nó rất là kỳ công các bạn ạ. Đấy, tạo ra một bức tường thắng thì cũng rất là kỳ công rồi. Vô sách chai rượu rồi kìa. Chua. Chua. Kể cả những phải rất là nguy hiểm các bạn ạ. Cao quá nhỉ. Rất là nguy hiểm để mà có thể tạo ra cho chúng ta được những cái khung cảnh đẹp thì người ta cũng không không ngại chi là cao quá nhỉ. Không sao anh ạ, không bắt đâu. Mình không làm gì sai thì ra đó. Người ta phải trèo những độ cao mà để tạo ra một cái cảnh đẹp như thế này. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thì thấy đơn giản đấy thôi các bạn ạ, nhưng mà những người thợ thật là cũng làm rất là kỳ công mới tạo ra được bức tường. Thấy phóng đi nhà báo về người ta làm việc mày cũng làm như nhiệt tình vào. Đúng rồi. Đang toàn đứng không ra nào. Thầy huất đi nhà báo người ta làm về về mới làm cũng ông kiếm là mua cái bằng to nhờ. Thấy thấy người ta quay thì mặt như người lớn vậy. Đúng rồi. Đưa đi. Đứng mình nam cái này chồng toàn đứng không làm. Lâu lâu mới được quay rồi mới đứng lên.